Vâng, xin mến chào các bác. Vâng, ở đây thì ngày hôm nay thì em đang giới thiệu cho các bác về cái mẫu bát rời bát 30 từ 19 côn 76. Với dòng này thì cho các bác lời ca rất là sáng, lời ca rất là sáng nhé. Với tiếng bát của nó sâu và đầm tiếng, chắc tiếng. Ở đây các bác vừa rồi được nghe thì em đấu một chiếc bát và một chiếc check neo. Đấy, check neo. Dòng check này thì là check côn 44 có nhá. Các bác ghép với những dòng loa karaoke bass 30 rất hợp. Đấy. Dòng dòng check neo thì cho các bác lời ca rất là sáng. Đây các bác để ý là cái sắt từ của nó thì là 7 màu có nhá, ống ánh 7 màu. Đấy. Dòng này thì bên em chuyên ráp cho những dòng loa bass 30. Đấy, lời ca rất sáng, giá 1 triệu 6 có nhá. Với cặp check này các bác ghép bộ karaoke thì phải nói là lời ca rất là sáng. Ở đây cặp bass ngày nay giới thiệu các bác. Đó là dòng cặp bát bát hiện rất là nặng các bác nhá, bát từ 19 côn 76, dòng bát nhập khẩu. Đấy, xương màu trắng các bác nhá, xương màu trắng tem mát. Với từ một sắt từ màu trắng, xương của nó xương trẻ các bác nhá, xương trẻ, xương xương cá trẻ này. Đấy, các bác để ý cái cọc loa, cọc nhún rất là êm. Đấy, đây là cái râu của nó được bọc rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp các nhá, rất chuyên nghiệp này. Nhìn nhìn rất là đẹp. Đây là số tem QC bát này, số mã vạch này. Với dòng đôi bát này thì các bác lắp vào loa 30 rất là hay. Đấy, nhà bác nếu các bác chưa có thùng thì các bác có thể là mua thùng bên em. Bên em cũng cung cấp cả dòng thùng thùng bát rời các nhá, thùng loa. Với cặp bát này bán cho các bác là giá 2 triệu. Đấy, nhận của nó màu vàng nhé, nhận màu vàng, màng rất là dày. Đấy, bác các bác để ý nó có rất là nhiều những sợi ống ánh. Đấy, sợi ống ánh, sợi sợi thủy tinh ống ánh. Đấy. Và gân của nó là gân xếp, gân vải xếp 3 sóng, màng phủ keo 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 chống nước các nhá, màng phủ keo chống nước rất là dính. Đấy, núm của nó thì cũng vừa phải, không to. Đấy. Với cặp bát này thì giá 2 triệu. Bên em thì luôn luôn báo giá cho các bác. Với cái bộ sản phẩm này thì ngày mai thì bên em ráp để gửi cho bác Khanh, có địa chỉ ở bên Tre. Các bác nếu có nhu cầu với tất cả những dòng linh kiện bát rời, check cũng như là phân tần, những linh kiện rời vỏ thùng loa thì liên hệ đến bên em theo số máy 0385 2228. Bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Và các bác xem video clip thì các bác nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video clip hàng ngày. Bên em sẽ cố gắng làm nhiều video clip để tải lên cho các bác tham khảo, và mỗi tất cả những cái sản phẩm bên em đều báo giá công khai hết để các bác tiện mua sản phẩm. Ở đây giới thiệu các bác luôn cái cặp phân tần. Đấy, cặp phân tần này các bác ráp loa 30 rất hay. Cặp phân tần này giá 600 các bác nhá, giá 600. Đấy, phân tần thì các bác về đây dây dợ nó có sẵn rồi, các bác về đấu rất dễ. Đấy, các bác nhìn thấy đường in là đường vào. Đấy, đường in là đường vào các bác nhá. Đấy, các bác đấy đấu từ dây loa này và đường in này, và đường in. Và đây nó có dây đỏ này, dây đỏ, dây đen, virus cộng này, virus trừ này, thì các bác đấu dây bát. Ở đây thì các bác đấu dây check. Còn phân tần này nó có hai cuộn cán bằng đồng khá to, 4 cái trở sứ các nhá, và hai con tụ to, một tụ nhỏ, tụ đen. Vâng, thì với những sản phẩm này thì giá thì rất là tốt các nhá, giá rất tốt, đảm bảo cho các bác là giá bên em lúc nào cũng tốt cho các bác và hàng chất lượng. Đấy. Thì ở đây thì em có ráp một cặp bát 30 này, từ 19 côn 16, và bánh đây bánh một quả này, một quả với một quả, quả với một quả chét nhá. Thì lời rất là hà sáng, em bận to nhạc thêm một chút để các bác nghe, cảm ơn, cảm nhận cái chất âm. Vâng, tiếng của nó rất là chuông tiếng nhé, tiếng bát đánh nó rất là đầm, chuông chuông tiếng, nghe rất thích. Thì với bộ sản phẩm này thì các bác nếu có nhu cầu với những dòng sản phẩm nào, các bác cứ liên hệ đến số máy cửa hàng em theo số máy 0385 2228. Clip em làm cũng khá ngắn thôi, thì các bác tham khảo.
À, rất là cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip. Vâng, bây giờ em sẽ kết thúc video. Thân ái chào tạm biệt.